Tối ngày 27 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được ra mắt trên cương vị cố vấn cấp cao tại buổi lễ xuất quân tham dự giải hạng nhì quốc gia 2024 của câu lạc bộ Bắc Ninh. Sau phần lễ và tiệc chiêu đãi, nhà cầm quân người Hàn Quốc ở lại gần cuối buổi mới ra về. Ông được nhiều khách mời tại buổi lễ xuất quân, trong đó có hội cổ động viên đội bóng Bắc Ninh vây quanh xin chụp ảnh cùng. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đón nhận tình cảm từ phía mọi người, chụp ảnh lần lượt với người hâm mộ rồi mới nói lời cảm ơn rồi tiến vào thang máy để ra về. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang là cố vấn cấp cao của câu lạc bộ Bắc Ninh với thời hạn 5 năm.